Trong đó thủy sản đạt hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 34%, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,2%, gạo đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 9%, cà phê đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 46%, cao su đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 7%. Gỗ và sản phẩm gỗ, cà phê, tôm, cá tra và gạo là 5 mặt hàng có thặng dư thương mại 7 tháng cao nhất. Cán cân thương mại các nhóm còn lại đều ở trạng thái thậm hụt.